ngon á. Cân 7. Em giặt con đấy xem nào. Con đấy xem. Gà ngon đấy nhở. Gà ngon. 2 cân 3. Phải lấy 2 con này phải không? Bắt tiền 1 cân đấy. 130. Chưa tới 2 con. Chân chắc là không có tí nó đến nửa đường nó bay đi thôi. Đấy. Ôi, con này nặng đấy. Con này cũng cân 6 nhờ. Hai con bằng nhau. Hai con bằng nhau thử xem nhé. Đấy 3 cân hạt được. Đúng rồi. Em tính tiền thêm 3 tiền. Để anh gửi tiền. 3 cân 2 à. Thank you.
có đây này, chị có bán bớt cho em một cái này. Có em nhưng mà em lấy ghế gì? Em lấy ghế rồi là em làm được cái sàn mà em muốn ngồi. Thì có, thì có một cái đây, cái đó. Em lấy đi. Cái loại này ấy hơn nhỏ cái này. Em được không? Cái ngồi đó một cái đồ là ghế thừa. Thừa á? Ừ. Em lấy cái này nhá. Bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền? Em lấy chị. Cảm ơn chị nhá. Em lấy đi ngồi ngoài hè, ngoài hiên. Em đi nhé, em cảm ơn chị nhé. Hiên đọc báo. Vâng, cảm ơn chị nhé.